Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, cùng với trạng thái bình thường mới, người dân đã được tự do tắm biển. Tuy nhiên, không vì thế mà công tác phòng chống dịch tại các bãi tắm được thả nổi. Như một thói quen, người dân khi tham gia hoạt động tại các bãi tắm hầu hết đều tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong. Ai cũng muốn gìn giữ thành quả phòng chống dịch của thành phố, bởi không dễ gì có được những ngày thoải mái tận hưởng bầu không khí mát mẻ trong xanh của biển Đà Nẵng. Mình rất là cập nhật, rất là thoải mái, rất an toàn, an tâm. Tôi thấy phương pháp phòng dịch của thành phố Đà Nẵng rất tốt. Chính quyền là giữ gìn những người dân thôi. Với lượng người đến với các bãi biển Đà Nẵng tăng lên sau khi thành phố chuyển trạng thái phòng chống dịch, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng bố trí tối đa quân số nhằm tuyên truyền phòng chống dịch, cũng như đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn. Hiện nay thì lực lượng cứu hộ đã triển khai các loại công cụ, dụng cụ cũng như thả phao, giãn cách tại các bãi biển để hướng dẫn người dân và du khách tắm theo cái giãn cách để tránh cái lây lan dịch bệnh. Hiện nay thì trên dọc hai tuyến biển trên cái địa bàn thành phố Đà Nẵng thì lực lượng cứu hộ đã bố trí hơn 90 đội viên đội cứu hộ tại 20 tổ cứu hộ để hướng dẫn và phục vụ người dân tắm biển. Theo quyết định 4800 của Bộ Y tế, từ ngày 16 tháng 10 vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã mở nhiều hoạt động, dịch vụ tương đương với cấp độ 2 vùng vàng, nguy cơ trung bình. Trong đó, đối với hoạt động tắm biển không còn quy định khung giờ tắm như trước đây. Với việc tái khởi động hoạt động du lịch, biển Đà Nẵng hứa hẹn sẽ đông khách trong thời gian tới. Vì vậy, đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch và xây dựng ý thức 5K, thành lá chắn thường trực trong người dân, vẫn là điều kiện tiên quyết để thành phố sớm khôi phục kinh tế xã hội, trong đó có ngành du lịch.